Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bandy DJ Việt Nam. Và mình là Minh. Thì có khá nhiều câu hỏi và comment của các bạn đặt ra cho Recordbox 6. Thì thông qua series này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và giới thiệu những tính năng mới nhất của Recordbox 6. Và tập đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách backup playlist từ Recordbox 5 sang Recordbox 6. Đầu tiên các bạn mở Recordbox 6 của mình lên. Và tiếp theo mình sẽ vào file library, import library from ver 5. Tiếp theo chúng ta bấm vào import library và restart. Và như thế là các bạn có thể import library của mình từ Redbox 5 sang Redbox. Và với những bước cơ bản như vậy, các bạn đã có thể dễ dàng di dời toàn bộ playlist của mình từ Redbox 5 sang Redbox 6. Và nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi dưới phần comment. Chào.